Có cái cây xanh này đang bán giá 10 triệu đây anh em. Cây xanh rất già nhé. Một cái chậu tàu cũng phải khoảng 3 triệu cái chậu này rồi. Chậu tàu cũ ấy, chậu rất dày và nặng. Bám đá thấm thủy. Già lên tại trên ngọn luôn, già. Lá cũng đẹp chứ. Hai người bê thì hơi nặng. Thêm một người nữa hỗ trợ. Đây là phía bên đối diện. Cái này cốt chậu lâu lắm, già kinh khủng khiếp đấy. Anh em nào mà yêu thích alo cho Đỗ Sinh nhé. 0968 804 803. Giá 10 triệu bán tại vườn. Bao năm trong cái chậu rồi.